ngày 15 tây tháng 12. Hiện tại bây hôm nay là ngày quay phim thứ hai. Giờ mình đang đi xuất phát từ nhà từ 7 giờ 20 phút sáng sớm, thế này cũng đã phải đi như này rồi. Đấy, phải đi sớm này để còn đến chỗ trường quay nữa. Chỗ quay. Ngày mai cũng khá lạnh nữa, sáng lúc này trời cũng có 5-6 độ rồi. Mặc mấy lớp áo liền như thế này. Hãy quá, phải đi tàu mất 1 tiếng đồng hồ, mình phải đi sớm. Ây, tôi vẫn phải cố gắng thôi. Hiện tại bây giờ là đang khoảng tầm 9 giờ sáng. Mình đang tập trung ở ga này là ga Kinshicho ở đây. Trời hôm nay đẹp, nắng đẹp như này. Ông ơi, ông còn đang ăn sáng giờ. Oishii desu ka? Oishii desu yo. Hôm nay chưa ăn sáng, đến đây ông mới ăn sáng. Trông ăn ngoài đường, ngoài chợ như thế này, sợ thật. Quá rồi, mình vừa mới vào trong này ăn suất bánh mì xong với lại hồ sốt vang ngon phết. Chờ đợi mấy ông kia lâu vãi chưởng, giờ vẫn chưa tập trung xong rồi nhỉ. Tại vì mình đã làm xong mấy cái bánh mì liền rồi, ngon thật. Đang phải ngồi ăn uống đàng hoàng tử tế, không giống như ông kia ăn đồ, đang ăn ngoài đường ngoài chợ rồi. Ngồi ăn trông ai mệt mấy ông mày vãi. Bắt đầu đã đến được nơi rồi, đấy, sẽ bắt đầu quay ở đây. Chỗ này là một cái Pimpapu. Nhưng mà Pimpapu Iku nè. Rồi. Đến một cái quán bar của người Philippines, Philippines này. Omoshiroi desu yo. Omoshiroi desu. Samui desu yo. Samui desu. Samui desu ne. Mechakusha samui desu. Samui desu yo, oba-chan. Samui desu. Kiến cân sư lỗi rồi. Tại giờ mình đang có mặt trong quán bar để quay những cái cảnh quay rất là phức tạp ở trong cái quán này. Ôi, quán này chật hẹp mà phải quay như thế này. Không phải khí cũng khủng phết đấy. Hiện tại bây giờ là khoảng tầm 12 giờ. Cũng đã bắt đầu nghỉ trưa. Mà Junichi desu ne, kyūkei suru. Kyūkei desu ne. Ok. Đấy, bên cạnh mình ông giả vờ làm khách này. Uống hết mẹ một cốc rượu kia, biết giờ đang nhục parai. Yummy. Và bây giờ thì mọi người đang đến combini. Combini để mua đồ ăn. Đi quay phim thì thấy quay phim thì ít mà quay đi ăn đồ ăn thì nhiều này, chết dở. Nhưng mà em hòa nani taberu? Butter curry. Curry. Ste curry kyo. Okashii jan. Rất là nhiều thứ này mà không biết ăn gì đây. Ăn này cả taberu kìa. Anh cả tháp bê đưa nhờ. Blue mother. Cookie. Hết kiện. 100 yên thôi, rẻ phết nhé. Yeah. Tôi mới ăn cái gì mà liên quan đến đồ nóng nóng sẽ ngon hơn đấy.
để tiết kiệm thời gian thì mình đang ăn đồ ăn ở hành lang thế này. Roga hidogo han taberu. どうしてここは食べる？あ、ここはの、ここはの、便利ですか？そんなもんどうでもええやろ。変な人、この変な人ですね、みんな。trong khi ăn uống các thứ ngon như thế kia, どうしてここは食べる？何見とんねん、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 何見nên mình sẽ chuẩn bị đến 1 giờ này là phải chuẩn bị quay phim tiếp. Quay phim ngày hôm nay vẫn chưa xong đâu, mới chụp ảnh chơi tí thôi, vẫn còn phải quay tiếp, đang kiểu nghỉ giải lao tí. Ok, ở đây mua hay đấy, vẫn còn phải quay tiếp. Đã là tầm 8 giờ tối. Nhà mọi người tập của hôm nay thì quay sớm hôm xong hôm trưa. Chốt to mất tay. Ura! Ura! Cái cái sự ura. Đấy, khổ thế, đi học ở trường ấy thế thì mới xong sớm hôm qua thì ngày mai sẽ lại tiếp tục quay tiếp thêm một phần tiếp theo nữa. Bộ phim có 15 phút thôi mà quay hơi bị nhiều thì đúng là phim điện ảnh cũng khác. Ok, hẹn gặp các bạn trong ngày mai.